Ồ, trời ơi, sao chưa đợi đeo mất tiêu rồi, để lẩu tư trong còn mấy cái hành lý này mệt quá. Trời ơi, gánh gì đâu mà gánh đi băng rừng lội suối hai cái đống đồ này, chà bá lửa, không biết cái gì trong đây. Mệt quá đi thôi. Trời ơi, bây giờ đói bụng mà lại không có cái gì ăn, mà bắt ngồi chừng hai cái bụng hành lý này chắc chết mất. Trời ơi, đi sa tăng ơi là sa tăng ơi, lão tư đói quá rồi, mau đem đồ ăn về cho lão tư nhanh lên. Sư phụ ơi, để sư huynh ơi, trời ơi. Mọi người đâu hết rồi? Mọi người ơi, sao đi bỏ mình lỡ cơ bắt chế vậy? Sư quên ơi, mau về ra, có gì ăn không cho đợi ăn với. Ơi trời ơi, thôi chắc phải tìm chỗ ngủ một miếng rồi.
Ôi sư huynh ơi, không biết sư phụ đi giữ mấy cái này để dành làm gì vậy ta? Chắc là sư phụ để dành cho mấy em bé thêm trung thu đó mà. Cái này đẹp quá sư huynh à. Còn bao này nữa nè, để lão thần xem nè. Hình như là bao này đẹp hơn đấy. Để đây phụ cho sư huynh, để đây phụ cho. Này đầu lên này, đẹp quá đẹp quá. Đây cầm đi. Còn cái đầu màu hồng nữa. Bing 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 bing. Đây đây sắc lên này, để muốn này. Trông đợi có quay không? Đợi ông ơi, để lão thông gỡ này ra, gỡ ra. Đúng rồi, vậy là dễ muốn hơn nè. Lót đầu đây nè. Đẹp quá. Còn đây là có màu xanh lá cây nữa nè. Còn cái này đẹp lắm nè. Để xem. Đầu lên này đẹp quá. Trời ơi, cái này bự quá nè, cái này vừa đợi nè. Beng. Này, số 1. Bây giờ đây xuống nè. Để nó coi còn cái gì nữa không. Còn một cái đầu lăn nhỏ. Đây, đẹp lắm. Đúng rồi sư huynh, đẹp quá trời đẹp. Để xem đi. Đầu này nhỏ mà đẹp. Đây là muốn giấc. Được rồi. Xem đây. Mấy con này. Một. Con mặt đẹp hết. Con đầu lăn đẹp. Cái này là sư phụ. Chắc là sư phụ đẹp. Đem đi cái này xem đây nè. Đấy. Đầu lăn nè. Đầu lăn màu xanh lá cây. Con mắt là bằng mốt hốt ngọc rồng. Đấy. Đầu lăn này rất là đẹp. Đây là có những hạt. Hai cái lỗ mũi là lỗ mũi ngựa sơn đồng. Đấy. Có những hạt trâu trên sừng rất đẹp. Còn đầu lăn này. Đầu lăn giấy. Đầu lăn giấy thì nó có hai hộp bi lắp bóng ken ken đằng trước. Con mắt thì hơi xấu hơn đầu lăn kim sa. Đầu lăn này phục vụ đầu lăn cái tiền cái tiền cái tiền. Đúng rồi đó, coi xem nè. Đúng rồi sư huynh, đúng rồi. Còn cái đầu lăn này đấy, đó đầu lăn này đầu lăn mắc tiền nhất trong lượng các đầu lăn đấy. Đây đó, lỗ tai và mắt được cử động rất là tuyệt vời đó nè. Con mắt chớp đó khi mình muốn đó. Đấy rồi nè, xung quanh là lông được làm rất là mịn đó, lông mi nè, mắt mi rất là tuyệt vời á. Đó, khi mình múa chớp, đồng thời là miệng đồ há rất là dẻo. Lão Tùng thích nhất là đầu lăn này. Bây giờ đợi múa đi. Lão Tùng quấn trống. Lão Tùng sẽ dùng cái bình nước này quấn trống cho đợi múa. Ok. Được chú Quỳnh. Được rồi, để thử. Rồi, chú Quỳnh đánh đi. Yo.